Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video này thì mình xin giới thiệu các bạn clip clip tạo danh mục bản vẽ. Khi mà chúng ta đã có hoàn thiện xong các cái bản vẽ của một ngôi nhà, một công trình rồi thì các cái tên bản vẽ chúng ta đã được đánh vào khung tên hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái danh mục bản vẽ bao gồm có số thứ tự, tên bản vẽ và số ký hiệu bản vẽ, để cho người xem sau này khi đọc bản vẽ thì họ sẽ tìm đến các bản vẽ nhanh hơn. Thì không mất thời gian của các bạn thì tôi xin thử dùng cái clip này luôn. Thì đầu tiên các bạn có lệnh AP nhé. Đây cái clip này. Thì như tôi đã chia sẻ các nhiều clip trước này, khi mà chúng ta làm thì không nên lưu clip ở trong thư mục tiếng Việt có dấu, và cũng như trong phần content này sẽ giúp chúng ta loát clip dùng một lần và mãi mãi luôn các bạn nhé, không clip loát một lần dùng mãi mãi. Để khi các bạn loát xong thì các bạn có lệnh glk nhé để gọi lệnh. Thì đây là cái khung tên. Ở trong bản vẽ này thì chỉ có một khung là khung chuẩn cell. Thì ở cái mục thứ hai nó hỏi là tùy chọn ở đây là sẽ chỉ ở trong cái bảng này thôi. Có tùy thứ hai là ở tất cả các cái bản vẽ ở trong cái thư mục. Thì đây tôi đang thử một cái trường hợp này là sẽ là chỉ ở trong bản vẽ này thôi. Cái cột tiếp theo, cái dòng tiếp theo cột này thì chúng ta ở trong cái block khung này của tôi thì sẽ có bốn cái trường như này, thì chúng ta chỉ cần quan tâm ba cái trường trên, thì bao gồm có tên bản vẽ 1, tên bản vẽ 2 và số ký hiệu bản vẽ. Tên bản vẽ 1, tên bản vẽ 2 thì có nhiều cái bản vẽ thì cái tên nó sẽ là dài nên là tôi phân thành hai. Trong trường hợp tôi chọn là ba cái trường đầu tiên các bạn nhé. Thì đây các bạn thấy là khi tôi kích đúp vào cái khung tên này thì bạn thể thấy là cái trường của mình đây là tiền vẽ 1, tiền vẽ 2 này, số ký hiệu này, đây đấy là cái ngày tháng năm. Thì tương tự khi mà chúng ta loát nip thì nó cũng như thế, các bạn gọi là ax blk. Đây khi mà chúng ta add sang cái cột bên này thì tức là nó sẽ xuất ra một cái bảng danh mục, thì bao gồm ba cột, đầu tiên là tên bản vẽ 1, tên bản vẽ 2 và cái ký hiệu bản vẽ. Đây là cái tag sort này thì chúng ta chọn là cái phân loại là theo tên bản vẽ, à ký hiệu, số hiệu bản vẽ bạn nhé. Thì sẽ lập từ số 1 cho đến cái bản vẽ cuối cùng. Thì ở đây thì cái phần tạo bảng thì nó thường hay bị lỗi. Thì ở đây tôi đang làm là theo ghi ra file. Để tôi tắt cái file Excel đi để đi lại các bạn nhé. Các bạn chuyển sang này, chọn là ký hiệu bản vẽ này, ghi ra file. Đấy thì nó sẽ hiện là cái cái file Excel. Thì các bạn căn chỉnh lại một chút và chuyển lại nó là .vntimeh. Đấy các bạn vẽ đây mà kẻ dòng mà. Để số thứ tự này, để tên bản vẽ này, để ký hiệu, cột đi, cột lại tất cả vào giữa này, cứ mất vừa khi mà chúng ta có một trường hợp khi mà chúng ta không chọn cái tag sort ấy thì nó sẽ hiển thị không theo cái ví dụ lên số 1 lên số 30 luôn nhé. Thì các bạn khi mà các bạn dùng cái lệnh này và cái clip này thì các bạn để ý là
tag sort này các bạn chọn tag, chọn như này nó sẽ hiện thị ra như như vừa rồi bị lỗi, cái vừa rồi các bạn vẽ 30 nó lại lên cái số thứ hai, thì bạn chọn cái này đấy thì bạn lưu ý cái này để cho ký hiệu ẩn vẽ ở trong cái tag sort này thì nó sẽ ra được cái là sắc đều từ 1 đến 2 này các bạn nhé. Đến 31 nếu mà mình không chọn cái kia là sẽ 31 30 nó lên trên này đấy. Thì cái bảng dưới nó chuẩn này. Đấy. Các bạn chuyển sang chấm viên thang h nhé. Các bạn là Ctrl C bạn quay sang đây Ctrl V bạn nhé, Ctrl C lên đấy thì khi như thế thì trong cái đường link của tôi nó sẽ gửi luôn cả cái blog không tên này nhé để các bạn có thể thay các cái thông tin các thứ, nhưng mà về cơ bản thì vẫn có các cái ký hiệu bản vẽ rồi các cái tên các thứ nhá. Đây tên các bạn đánh tên bản vẽ rồi các thứ kia nói trường này đấy. Thì trên đây là chia sẻ của tôi về cái clip tạo danh mục bản vẽ đấy. Các cái bản vẽ tiếp theo như phần kết cấu thứ này cũng tương tự như vậy, điện nước các thứ chúng ta đều phải tạo như thế. Thì ngoài ra thì clip này nó như vừa tôi giới thiệu là nó sẽ có một cái tùy chọn rất là tạo tất cả các cái danh mục trên các bản vẽ ở trong cái folder này. Thì chúng ta thường thì tôi hay tạo danh mục trên một cái bản vẽ mà tôi mở thôi. Thế thì trên đây là chia sẻ của tôi về clip tạo danh mục bản vẽ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin là